Kính chào quý vị, bây giờ là thời gian dành cho bản tin trước ống kính phát sóng hàng ngày trên kênh truyền hình BRT. Tôi là Khắc Trí sẽ kết nối thông tin đến quý vị trong bản tin hôm nay, thứ hai ngày 8 tháng 2. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại Bà Rịa Vũng Tàu và cả nước có gì đáng chú ý? Mời quý vị cùng theo dõi qua ghi nhận của ống kính an ninh. Thưa quý vị, tại Nghị định số 137 năm 2020, Chính phủ cho phép các tổ chức cá nhân sử dụng pháo hoa đã đáp ứng nhu cầu của một bộ phận người dân. Tuy nhiên, loại pháo hoa mà Chính phủ cho phép là pháo không gây ra tiếng nổ, nên người dân cần hiểu đúng để tránh vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện đã lập hồ sơ xử lý hai đối tượng tàng trữ pháo nổ trái phép. Vào khoảng 17 giờ 45 phút ngày 4 tháng 2, qua kiểm tra hành chính, Công an xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền bắt quả tang đối tượng Giang Thanh Long, 32 tuổi, trú tại ấp Phước Hưng, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, đang tàng trữ 17 bệ pháo, mỗi bệ có 100 viên. Theo lời khai của Long, số pháo này là pháo hoa nổ. Qua điều tra xác minh, Công an huyện Long Điền mời Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, 37 tuổi, trú tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền đến làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng Tuấn thừa nhận 17 bệ pháo này là của Tuấn, trước đó đã đem gửi tại nhà của Giang Thanh Long. Ngày 8 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Xuyên Mộc tống đạt quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam Mai Tài Linh, 23 tuổi, trú tại thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Thông qua công tác quản lý địa bàn, Công an huyện Xuyên Mộc phát hiện bắt quả tang đối tượng Linh đang tàng trữ 68 viên pháo nổ, một khẩu súng bút, một bình xịt hơi cay, 8 viên đạn cùng một số tang vật khác. Làm việc với cơ quan công an, Linh khai nhận số tang vật này được y mua của các đối tượng rao bán trên mạng xã hội. Pháo được Linh mua về để bán lại cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng. Còn súng, dao, bình xịt hơi cay, Linh cất giấu trong người để phòng thân. Theo kết quả giám định của Phân viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, khẩu súng hình bút cơ quan công an thu giữ của Mai Tài Linh thuộc vũ khí quân dụng. Cơ quan điều tra cho biết, Mai Tài Linh từng có một tiền án tội cướp tài sản. Cận Tết, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới diễn biến phức tạp, bất chấp dịch COVID-19 bùng phát trở lại. Tại tỉnh Nghệ An, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Bộ đội Biên phòng tỉnh này đã phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện bắt giữ một đối tượng đang trên đường vận chuyển 8 bánh heroin từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Trong khi đó, hai đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh cũng vừa bị công an địa phương này ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam. Rạng sáng ngày 7 tháng 2, tại khu vực chốt phòng chống dịch COVID-19 số 4, thuộc bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và lực lượng phòng chống dịch COVID-19 Bộ đội biên phòng Nghệ An phối hợp với chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An đấu tranh thành công chuyên án NA221, bắt giữ đối tượng Tu Lì Vừ, trú tại tỉnh Siêng Khoảng, Lào, khi đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 8 bánh heroin. Theo lời khai ban đầu, đối tượng được một người thuê vận chuyển số lượng ma túy này từ Lào về Nghệ An để nhận tiền công là $500. Khi đến địa điểm trên thì bị phát hiện bắt giữ. Tại tổ dân phố 5 thị trấn Phú Châu, lực lượng công an thị trấn Phú Châu, công an xã Sơn Giang, công an tỉnh Quan Diệm và công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong đó, đối tượng Nguyễn Thành Long tàng trữ 198 viên hồng phiến, khối lượng 19,1991 gram, và đối tượng Thái Anh Tuấn, sinh năm 1994, tàng trữ 2,9321 gram heroin. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận bản thân là người nghiện ma túy. Toàn bộ số ma túy này là do cả hai mua về để sử dụng. Thưa quý vị, cuộc chiến với tội phạm ma túy chưa bao giờ hết nóng, đặc biệt là tại vùng biên. Nhiều băng nhóm cực kỳ manh động, liều lĩnh, dở đủ chiêu trò để vận chuyển cái chết trắng vào Việt Nam. Dẫu biết đó là cuộc chiến sinh tử, nhưng với trách nhiệm được giao, nhiều cán bộ chiến sĩ vẫn lao vào chảo lửa để đem đến bình yên hạnh phúc cho nhân dân. Điển hình là sự hy sinh anh dũng của một chiến sĩ công an huyện biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, trong lúc đang truy bắt tội phạm ma túy vào ngày 6 tháng 2 vừa qua. Tối ngày 6 tháng 2, lãnh đạo công an huyện Mường Lát chỉ đạo tổ công tác gồm 5 đồng chí tiến hành mật phục, bắt giữ các đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ bản Tà Cóm, xã Trung Lý để tiêu thụ. Trong quá trình vây bắt, các đối tượng buôn bán vận chuyển ma túy đã chống trả quyết liệt, nổ súng về phía tổ công tác, làm thiếu tá Vi Văn Luân, công an viên xã Phù Nhi, huyện Mường Lát hy sinh.
lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Mường Lát triển khai các biện pháp công tác tiếp tục truy bắt các đối tượng, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình thực hiện chế độ chính sách, tổ chức tang lễ cho đồng chí Vi Văn Luân theo quy định. Đến đây, bản tin trưa ống kính do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 thực hiện xin được khép lại. Mời quý vị xem lại bản tin trên website brt.vn và kênh YouTube BRT Go. Chúng tôi rất mong quý vị cộng tác thông tin qua hộp thư điện tử trưa ống kính brt@gmail.com. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chiều mai lúc 18 giờ.